Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Một sản phụ chết bất thường sau sinh mổ. Sau khi sinh mổ khoảng 1 giờ, sản phụ yếu dần và tử vong. Người nhà nạn nhân yêu cầu làm rõ vì cho rằng lỗi do bệnh viện tắc trách. Ngày 10 tháng 8, người nhà của sản phụ Đặng Thị Luận, 29 tuổi, trú thôn 7, thị trấn Pleikon, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, gửi đơn lên cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ cái chết bất thường của sản phụ Luận xảy ra vào 0 giờ 30 cùng ngày. Anh Nguyễn Văn Khang, 27 tuổi, chồng sản phụ Luận cho biết, vào 23 giờ ngày 8 tháng 8, vợ anh có biểu hiện sinh con nên gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi với tình trạng sức khỏe bình thường. Đến 14 giờ ngày 9 tháng 8, sản phụ Luận được đưa vào phòng để sinh mổ. Khoảng 1 giờ sau, chị Luận yếu dần nên được chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp tục điều trị. Tại đây, các bác sĩ khám và thông báo sản phụ có nguy cơ tử vong rất cao. Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 10 tháng 8, sản phụ Luận tử vong. Sáng ngày 10 tháng 8, ông Đặng Văn Đào, phó giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi cùng đến thăm gia đình nạn nhân và có thông báo sản phụ Luận tử vong là do sốc thuốc gây mê. Ông Đào Duy Khánh, giám đốc Sở Y tế Kon Tum cho biết đã nắm thông tin về vụ việc và đang chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum và bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi báo cáo cụ thể để có hướng xử lý. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.